lấy một bộ, dạ chị Quang Vũ lấy một bộ, dạ chị Loan Nguyễn lấy một bộ, dạ chị Thu Trang Nguyễn Thị một, và các chị muốn đẹp là đẹp, lại là tí đây, tí đi đâu vô đây hả, tí đi đâu vô đây, tí đi vô đây, tí phá làng phá sớm, tí ghẹo ông ta nữa phải không? Dạ không có duyên lắm cả nhà. Chị Dưỡng Kiều lấy một bộ, dạ bầu dùng vô tư. Chị Dưỡng Kiều cho em số điện thoại, dạ bầu em không cho uống chứ dùng kem là dùng vô tư. Dạ 2 triệu một bộ, trong like này em giảm còn 1,5 triệu và em tặng một chai dầu thơm. Tức là các chị mua M7 các chị được tặng dầu thơm, các chị mua bộ K1 các chị được tặng một chai dầu thơm nữa. Em dành cả thanh xuân để em tặng nha. Dạ chị Nga Ngọc lấy một bộ, dạ chị Mai Sương lấy một bộ, dạ chị Hào Hoa, anh nha tí, bây giờ anh vô trong livestream của em anh giống như thiên thần vậy ha. Trời ơi, mọi người làm như thích ông tí ông ghẹo em lắm đúng không? Dạ, chị Sương Nguyễn lấy 2 bộ, dạ, chị Ngọc Nhi Hồ lấy K2, dạ, chị Hồ Hồng Hạnh một bộ cho em số điện thoại nha. Chị Hương Giang chốt liền bộ K1, K2 này cho mẹ rồi, thấy sao ho vậy con? Dạ, chị Sóc Sóc K1, K2 là 1,5 triệu, chị xài K1, K2, căng da mặt đẹp lắm em ơi. Yeah. Em cảm ơn chị Hoàng Hung Tím, mọi người cứ coi các comment của các vị khách. Xong mọi người coi coi có phải là dòng họ gia đình của em không. Dạ khách xài đẹp lắm mọi người. Chị Dưỡng Kiều cho số điện thoại, dạ hôm nay bà ngủ vẫn chưa giảm giá hả chị? Bây giờ anh muốn cái gì hả? Anh muốn cái gì anh nói em nghe đi. Bây giờ anh có để yên cho em buôn bán không? Anh cho anh quậy em hoài phải không? Em xài K1, K2 mới nửa hũ mà trắng lên thấy rõ. Cảm ơn Hạnh Diệu, K1, K2 trắng lắm. Một anh tí mà vô giống như là thiên thần trong bóng đêm vậy đó cả hai nhà ha. Dạ anh vô xong cả nhà mừng quá ha. Để em phải lấy cái bộ K1, K2 này em quánh vô cái mặt ông tí mới được. Cả nhà thấy hôm qua ông giả gái không? Thấy gớm dễ sợ không? Dạ. Rồi ai chốt comment giùm em. Mọi người chốt K1, K2 đi xài đã lắm mọi người ơi. Dạ không được. Chị Thảo Mỹ Đình lấy một bộ, dạ. Anh, cả nhà đừng có nghe lời anh tí nói nha. Em không hề liên quan gì đến bà ngủi hết trơn á. Cho nên là mọi người đừng nghe sự du khống của anh tí. Em sẽ lập vi bằng em thưa anh tí nha. K1, K2 là một bộ kem độc quyền của em nha mọi người nha. Dạ, chị dùng K1, K2 rồi, chị dùng bộ T1 nữa rồi, ai chịu chị nổi. Em là xài xong đôi đó chị. Chị Thu Nguyễn Thị là lấy 2 K2, dạ. Phương Dân cứ xài cái bộ K1, K2 này rồi sẽ thấy. Tin nói thật luôn. Tại vì cái bộ K1, K2 này của Tin là phải dùng cái từ là đẹp cực kỳ luôn á cả nhà. Mà nó cải thiện cái da mình rất là nhanh. Nó cải thiện cái da mình mà nhiều khi mình không ngờ. Bán em cái bà ngũi ca đêm. Bà ngũi ca đêm là bà ngũi gì? Anh trả lời cho em nghe coi. Bà ngũi ca đêm là bà ngũi gì hả anh? Nha, em lập vi bằng anh cho anh coi nè nha. Anh cứ kêu em bằng bằng ủi hoài nha, anh du khống nha, anh du khống em nha. Chị Toàn Ngô lấy một bộ K1, K2, em tên là Bình Tinh mà anh kêu em bằng bằng ủi anh, để bây giờ mọi người cứ kêu em bằng chị bằng ủi hoài ha. Dạ chị Sang Nguyễn lấy một bộ, dạ. Ờ, con xài mà một bên nút trắng như bạch tiết, và dạ, cảm ơn luôn. Dạ em không có gửi đi nước ngoài, cả nhà biết là ở nước ngoài á. Ủa alo sao tự nhiên anh tí vô cái tự nhiên mọi người là bắt đầu là coi như đúng rồi, em phải kiện anh tí thôi. Em kiện, bên nào ông ra tập mấy rồi? Ông ra tập 25 hay là 24 hay là 26 rồi? Em là em phải lập vi bằng, em phải kiện Linh Tí thôi, chứ bây giờ không có thể nào mà để mà vu khống em hoài như vậy được hết trơn hết trọi á. Tự nhiên người ta có tên có họ kêu người ta bằng bà ngủi làm sao? Dạ rồi ok mọi người, nhanh tay giùm em K1, K2. À sếp Vi Ngà nói Linh Tí bữa nay là tập 25 rồi đó hả? Có nói động gì đến em không sếp? Có nói động gì đến em không nè? Sếp bắt chước Linh Tí, sếp kêu bằng chị bằng ủi luôn nha nha. Rồi ơi quá trời rồi. Dạ T1 là em vẫn còn có mấy bộ thôi cho nên em không dám bán nữa, hết hàng luôn rồi. T1 là 2,6 triệu, em chỉ còn có mấy bộ, và ngày hôm nay á là em ra mắt cái bộ K1, K2. Dạ em chào anh Hà Mã. Ủa sao bữa nay kéo vô đây hết trơn vậy? Linh Tí vô rồi, bây giờ anh hai Hà Mã Ngân Tuấn vô nữa kìa mọi người. Anh hai Hà Mã đang nói là anh hai sẽ viết thêm một cái bài nữa rất là hay, nhưng mà anh hai Hà Mã muốn là Tin phải hát với anh hai Hà Mã, nhưng mà Tin cũng biết Tin hát cái gì nữa. Em chào anh hai Hà Mã Ngân Tuấn. Dạ anh hai đang đâu? Hôm nay chị bị lột da bên phía mũi. Chị xài cái K1, K2 đi chị sẽ thấy. Em nói mọi người mà không xài, dạ chị Phương Trương lấy một bộ T1, dạ. Trời ơi sếp Yên Hà chưa chốt K1, K2 luôn á hả? Sếp Yên Hà giỡn với em á hả? Trời ơi phải chốt K1, K2 cho em. Dạ rồi bây giờ nam nghệ sĩ Ngân Tuấn đã viết xong bài chưa? Và đã chuẩn bị hát với tôi chưa? Hả Hà Mã? Anh Hà Mã thì mày...
À, Linh Tý ông nói anh đang ở dưới sông kìa. Anh hai, ông Linh Tý ông nói anh hai Ngân Tướng đang ở dưới sông kìa. Dạ rồi, vậy chốt cho sếp Yên Hà một một bộ ca một ca hai liền. Thảo ghét chị nó không có chốt cho chị sếp là một bộ ca hai. Chị Vân Nguyễn Anh Na lấy một bộ ca một ca hai. Dạ mọi người ơi, cho em số điện thoại nha, ca một ca hai. Dạ ca một, trời không để ý luôn, trời 2.700 người luôn rồi đó hả. K1K2 là một bộ sản phẩm độc quyền của em cả nhà. Và cả nhà an tâm một điều là khi cả nhà xài cái bộ K1K2 này, cái mặt của mọi người đẹp hơn mặt Linh Tý giả gái rất là nhiều. Dạ mọi người xài bộ K1K2 này của em, dạ là cái gương mặt của mọi người là đẹp gấp 10 lần khi mà Linh Tý giả gái. Mọi người có nhìn thấy Linh Tý giả gái gớm lắm không? Trời ơi, em thật sự là em đau lòng và em phải nói là em rất là mất mặt luôn khi mà một người phụ nữ như vậy. Dạ kem K1, K2 là 1-2 triệu và em giảm là còn lại là 1,5 triệu và em tặng một chai dầu thơm. Chị Khương Lê lấy một bộ. Em nói tất cả các chị trong đây xài thử bộ K1, K2 của em đi. Thôi em có người thầy, em có người thầy khuyên anh dừng lại đi anh. Làm sao anh hai hả mã? Làm sao em không hiểu? Anh hai làm gì mà dừng lại? Hả? Chị Dương Nguyễn lấy một bộ ca một ca hai. Dạ chị Kim Ngân Ngô lấy một bà bộ. Dạ chị Na Trần lấy một bộ. Dạ người xấu mới gọi là bà ủi chứ út đẹp, mà bởi vậy mọi người nghĩ đi, tự nhiên ông kêu bằng bằng ủi vậy, nhưng mà cái bằng ủi của ổng là một cái danh từ rất là dễ thương. Dạ cả nhà hiểu được cái danh từ bằng ủi ổng dành cho em á, cả nhà sẽ biết là cái danh từ đó rất rất là dễ thương luôn. Chị Vi Nguyễn là lấy một bộ K1 K2. Dạ cho em số điện thoại nha. K1 K2 mà 55 tuổi chị Ngọc Diễm xài là giống như chị Ngọc Diễm còn có 40 mấy tuổi. Mọi người cứ nhìn cái da mặt của em thôi, lỗ chân lông to xài K1 K2 rồi mọi người sẽ thấy nó sẽ se kích cái lỗ chân lông lại, và phải nói là nó hài hòa cái da mặt của mọi người rất là đẹp, đẹp lắm. Tại vì cái bộ kem này là kem độc quyền của em, mà cả nhà thấy là khách chờ đợi rất là nhiều luôn. Bao nhiêu bộ vậy cưng? Dạ 50 bộ. Dạ chị Lăng Bùi lấy một bộ K1 K2. Dạ em chỉ chốt cho mọi người 40 bộ thôi. À vậy đó hả anh hai, thầy nói vậy đó hả. Dạ Hoan Hỷ hả, đó Hoan Hỷ đúng không. Dạ chị Đại Tý, Đại Tỷ Jenny lấy một bộ. Dạ rồi em chỉ chốt 40 bộ K1 K2 thôi, ta đi đây, bye bye mọi người, bye bye chú Hà Mã Ngân Tuấn. Anh hai Ngân Tuấn có nghe ông Tý nói không, có nghe ông Tý ông nói không. Dạ một hộp kem là bao nhiêu gram? Dạ một hộp kem của mình là bao nhiêu gram vậy cưng? Dạ 15 gram. Mà một hộp kem này xài rất là lâu vì mình xài hài hòa, dạ kem ban ngày và kem ban đêm, cho nên là xài rất là đẹp. Dạ chị Nguyễn Loan lấy một bộ K1 K2 luôn. Ngô Thúy Ngọc mà chốt bộ K1 K2 của Tinh về nha, bạn xài mới mốt là mụn mẫn của bạn mất tiêu luôn á. Tại vì da Tinh là da dầu nè mọi người, và da Tinh là da kích ứng rất là khó chịu. Mà Tinh xài cái bộ K1 K2 này mọi người cứ nhìn trực tiếp vào trong cái da mặt của Tinh luôn. Dạ chị Mai Nguyễn lấy một bộ. Dạ Shopping mẹ em đang xài T1, mẹ đang xài T1 thì em cứ để mẹ xài T1, và nếu như mà muốn chốt một cái bộ K1 K2 để dành cho mẹ kết hợp nữa thì rất là tuyệt vời luôn. Dạ rồi đúng rồi, khi mình xài K1 K2 á, bye 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 tím mớm yêu của em, bye bye. Bữa nay không có đi đâu hả anh, không có đi diễn đi gì hả? Một bộ dạ ghiền ghiền, đúng rồi cái bộ K1 K2 này là ghiền ghiền, đúng rồi em. Đừng ép ai. Dạ không, nói chung là mình luôn luôn là sống hoan hỷ và mình luôn luôn sống thanh thản mà anh hai. Dạ mình đâu có làm gì mà để mà tạo ra nghiệp chướng đâu hả. Chúc anh đi nhậu ok, chúc mừng anh luôn nha Linh Tý, chúc mừng anh luôn nha. Chúc đi đâu đi nhậu, mọi người nghe thấy chuyện đó chị thấy ghét không. Dạ K1, K2 với T1. Và dạ, chị thấy Trinh muốn mua loại nào cũng được hết trơn á. Chị Ngọc Hân Lam lấy một bộ thôi. Sếp Yên Hà đừng kêu Linh Tý ra tập mới nữa, đừng có cho Linh Tý tạo nghiệp nữa. Dạ đủ rồi, 25 tập đủ rồi. Dạ được chị Kim Anh. À, sống thanh thản nhưng nói chọc hoài cũng sáng. Dạ cao một cái ai xài đã lắm mọi người ơi, mọi người muốn ủng hộ chị bà ngủi nương nương đó, anh vừa lòng anh chưa Tí? Anh nghe mọi người gọi em bằng bà ngủi nương nương, anh đã vừa lòng chưa, anh vui chưa, anh đi nhậu anh có cảm thấy anh ngon chưa. Chị Ngân Nguyễn Quỳnh lấy một bộ. Dạ chào Tinh Tinh, Hà Mã đã tới chỗ hát rồi nha, chúc Hà Mã hát hay nha, chúc Hà Mã hát nhiều tiền nha, chúc Hà Mã hát nhiều bông nha. Dạ
Ủa làm gì dừa? Anh đặt tên cho em xong bây giờ anh nói dừa hả? Chị Thảo Trần lấy một bộ dạ. À, M2 là nám. Dạ nám mọi người giới thiệu nhiều quá hả? Chắc chắn là tôi sẽ lập vi bằng lên tí, chắc chắn luôn. Rồi. K1, K2 em xài mà ban ngày, đúng rồi em. Khi em vừa xài K1, K2 á là da mặt của mình nó sẽ hơi ửng đỏ, là tại sao? Nó có cái tái tạo. Dạ. Ok, bye bye nay à Mã. Nay à Mã hát hay nha. Nhớ nay à Mã nhiều. À. Dạ. Bộ K1, K2 17, 18 tuổi trở lên đã xài được rồi. Dạ, rồi, dạ 2 triệu, chị Trần Linh lấy một bộ dạ 2 triệu và em giảm, còn lại 1 triệu rưỡi em tặng một chai dầu thơm nha mọi người. Mọi người nhanh tay giùm em. Rồi, bây giờ em chuẩn bị nha mọi người, em gần hết rồi, K1, K2 là bao nhiêu bộ rồi cưng? Dạ, dạ em chỉ còn có 40 bộ K1, K2 thôi mọi người. 40 bộ K1, K2 thôi. Dạ rồi, nãy giờ em lo giỡn với ông Tí với lại ông Hai Hà Mã, Ngân Tuấn quá, em không có tập trung. Dạ M7 bây giờ hết.